Chào cô chú anh chị ha. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị mình một cái mẫu xe đó, mang về đi gia đình ha. Và cái dòng xe này của Hyundai cực kỳ bền, thứ hai là rất là tiết kiệm nhiên liệu ha. Cái dòng này là Hyundai i10 nha anh chị nha, form dáng mới nè, đời 2017, đó là form mới rồi nha anh chị nha. Xe này là phiên bản là bản đủ đó, bản đủ thì nó là sẽ có là xi nhan tích hợp nè, thứ hai là móc đúc rin nè, thứ ba là vô lăng tích hợp nè, thứ tư là coi như là xe sẽ đề nổ ta tốt. Và đặc biệt xe này là xe số tự động anh chị ha, hộp số tự động, cho nên là đi đường thành phố rất là nhàn, thứ hai là đi rất là khỏe. Đèn xe này anh chị thấy rất là đẹp ha, xe gia đình nha anh chị nha, đèn gầm có đủ hết. Thì bạn đủ nó sẽ có là rất là nhiều thứ ha, nè mâm đúc rin nè, vỏ xe thì rất là ok, tại vì xe gia đình đi cho nên anh chị yên tâm. Bây giờ anh chị cùng em khám phá ha, xem coi chiếc xe này có nên lấy về đi gia đình được hay không. Thứ hai, có thể anh chị ở nhà ha, không cần tới Pháp Anh luôn, có thể đặt cọc qua mạng và em sẽ chuyển xe tới nhà cho anh chị. Và xe cam kết y như là Pháp Anh đã nói là coi như là không đâm đụng, không ngập nước ha. Nếu tạ xe không chuẩn có thể là Pháp Anh sẽ lấy xe về trả đủ tiền cho anh chị, anh chị không lo ha. Thì bây giờ mời anh chị nè, xe đó sẽ trang bị là coi như tay cửa nè, thông minh ha, nhấn nút này thông minh và màu bạc. Xe này anh chị lấy về đi gia đình, và thứ hai là có thể là coi như là ở vùng các anh chị chạy dịch vụ được, tại vì cái này đời cao ha, đời cao. Về cái vấn đề đuôi xe thì khá là đẹp ha anh chị ha, Hyundai i10, Grand i10 ha, đèn thì rất là đẹp. Thứ hai là nó sẽ có là những cái cảm biến, cảm biến này là rin nha anh chị nha, rin, tại vì cái dòng xe này là xe bạn đủ. Xe này thì bên em đang bán với cái giá là 338 triệu, 338 triệu. Thì anh chị nào mà thích cái dòng này có thể là liên hệ cho bên em ha. Xe đăng kiểm còn rất là dài, đến tháng 4 năm 23 lận, rất là dài luôn. Và cái những cái dòng xe này là máy của nó là máy 1.2, thì cho nên cái mức tiêu hao nhiên liệu của dòng này khoảng chừng là từ 7 lít đổ về thôi nha. Nếu mà anh chị đi đường trường nó khoảng là 5 lít rưỡi đến 6 lít là hết cỡ. Thì bây giờ mời anh chị đi vô sâu bên trong xem là coi là bên trong cái nội thất xe sẽ như thế nào. Vô lăng tích hợp, nhìn thấy vô lăng tích hợp ha, và có một cái túi khí nằm ngay đây. Xe sẽ trang bị là hai túi khí nha anh chị nha, một bên lơ và một bên tài. Thứ hai sẽ trang bị một cái màn hình 9 inch, có sim luôn nha anh chị nha. Xe màn hình mà có sim thì nó sẽ là có VietMat nè, có Bluetooth nè, có YouTube nè, có đầy đủ hết. Anh chị chỉ cần nhấn vô là sẽ có đủ hết trong này ha, rất là nhiều chức năng. VietMat nè, nhấn vô có VietMat ha, chỉ đường. Mình nếu mà mình đi đường mình không biết đường thì mình có thể lên thành phố này mình sẽ có nhờ chỉ đường này thì nó sẽ ok hơn. Thứ hai là coi như là hộp số tự động, này trang bị hộp số tự động ha. Còn riêng về phần máy lạnh thì khỏi bàn, tại vì máy lạnh rất là ok. Trần thì vẫn là trần nỉ rin nha anh chị nha. Đây anh chị nếu mà thích thì có thể liên hệ hai đầu số này ha, 077-5522 ha, hoặc là 0988-11554. Xe này là biển số 62A-08235. Xe này thì bên em sẽ bao rút hồ sơ ha, cho anh chị yên tâm. Thứ hai là nhớt máy em sẽ thay mới và kiểm tra. Rồi bây giờ cho anh chị xem nè, cái tấm bi của xe thì tính năng của nó là sẽ có là gập điện nha. Để cho em sẽ hạ kính xuống gập điện cho anh chị xem. Đó. Gương gập điện ha, xi nhan gương, gập gương. Và chỉnh gương luôn ha. Rồi, sùng chỉ, cho anh chị xem kỹ cái sùng chỉ luôn ha. Khi mà anh chị ở nhà có thể là coi như là gọi điện và chốt cọc thôi, không cần lên luôn. Sùng chỉ nguyên zin. Rồi bên này cánh cửa này ha, theo chị anh chị ha. Và cái dòng này là dòng 5 chỗ ngồi nha anh chị nha. Thì cái ghế ngồi nào của nó là dòng sedan, thì cho nên là ngồi cũng khá là thoải mái anh chị thôi, rất là thoải mái ha. Khi mà ví dụ đi du lịch mà đi 5 người thì cũng ngồi ok. Thì xe những cái dòng xe như thế này á, thì những cái anh chị không gia đình mình có điều kiện mình mua về đó, mình vừa đi làm nè, vừa chở con đi học nè, thứ hai
nhiều khi công việc nó rảnh rỗi mình có thể là đi du lịch cùng gia đình ha, đó, thì nó rất là ok. Rồi bây giờ em sẽ cho anh chị xem đằng sau này là cái phần cốp. Cái xe mà sedan thì được có cái là cái cốp sau rất là rộng, thì cho nên là khi mà mình đi chơi thì để rất là nhiều đồ trong cái hộc cốp như thế này anh chị ha. Đó, cốp rất là rộng. Thì trong cái cốp này là sẽ có một cái bánh sơ cua. Đó, bên dưới này sẽ có bánh sơ cua và đồ nghề ha. Này, bánh sơ cua và đồ nghề nói chung đầy đủ. Và những cái xe mà cái đời mà cao như thế này á, sàn, thứ nhất là sàn nè. Thứ hai là coi như gầm bệ thì anh chị yên tâm, không có lo về gầm bệ ha. Bên em thì kiểm tra hết rồi. Đinh tán, đinh ốc thì nói chung là ok hết anh chị. Nhất là keo chỉ bên trên này. Rất là ok anh chị ha. Chi tiết để cho anh chị xem. Khi mình tới là mình không có bỡ ngỡ ha. Kêu là quay không chi tiết, lên xe này thế này thế kia, cho nên em phải quay chi tiết cho anh chị xem luôn ha. Này về cái bánh nó vỏ phía sau này anh chị nè. Sau này nó xài là thắng đùm nha anh chị nha. Thắng đùm này. Vỏ thì cũng còn được. Nói chung là vỏ cũng còn 50-60%. Những cái vỏ này thì có thể là anh chị đi một cỡ 5-5.5 nữa thì không có xi nhê. Đấy, bây giờ cho anh chị xem cánh cửa. Nhất là những cái sùng chị này anh chị nè. Là zin, nếu mà lô là không được nha, những cái xe đời cao này là phải zin. Và cái đằng sau bên trong này cũng vậy. Nguyên cái hàng ghế da. Bộ ghế da này là coi như là zin. Theo xe. Không rách ha. Còn rất là mới. Nhớ không? Mấy cái gân guốc nè, những cái nắp nè. Đây nè, có một trang bị là thêm một cái túi khí bên này nha anh chị. Trang bị túi khí. Bây giờ em sẽ cho anh chị xem cái phần khoang máy ha, khoang động cơ. Để coi là cái động cơ máy 1.2 nổ như thế nào. Thì cái dòng mà máy 1.2 nó rất là tiết kiệm. Thứ hai là máy của nó nổ phải nói là êm ru, đứng không nghe tiếng máy luôn ha. Anh chị thấy không? Máy đang nổ mà êm ru. Và cái dàn đầu này anh chị nè, từ tít bên trong luôn. Rất là rõ. Và phía trên này cũng thế luôn. Từ con ốc đến những cái đường sùng đó. Có chữ Hyundai ngay đây nè anh chị nè, là nắp capo rim thôi. Xe thì bên em làm những cái dòng xe như thế này thì máy bảo hành 3 tháng nha anh chị nha, và cam kết không lỗi. Thứ hai không ngập nước anh chị ha. Còn ví dụ như va quẹt nhẹ bên ngoài thì cái đó là không nói, tại không tránh khỏi. Xe hơi thì ví dụ như đi đường đông, đường chật thì xe Honda có thể là nó va quẹt nhẹ bên ngoài thì cái đó là không tránh khỏi. Đời 2017 Hyundai 10 có cái giá là 338 triệu. Anh chị nào thích hãy chọn thì hãy nhấc máy alo liền ha. Thôi em xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.